Ả Rập Saudi đã trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá 2023 sau khi Cristiano Ronaldo, Benzema, Sadio Mane và cả Neymar đã chuyển đến đây thi đấu. Vậy thì dưới đây là những điều cơ bản về giải đấu Saudi Pro League mà có thể bạn chưa biết. Điều đầu tiên thì tất nhiên đây là giải đấu chuyên nghiệp cao nhất Ả Rập Saudi. Giải đấu này được thành lập vào năm 1976. Năm 1990, giải đấu hợp nhất với một giải đấu khác tên là King Cup để ra đời thể thức thi đấu như ngày hôm nay. Saudi Pro League chính thức tiến lên chuyên nghiệp vào năm 2007. Từ chỗ chỉ có 10 câu lạc bộ vào năm 1976, Saudi Pro League đã phát triển lên 16 câu lạc bộ trong mùa giải 2022-2023. Điều thứ hai, những ngôi sao nào đang thi đấu tại Saudi Pro League? Ả Rập Saudi đã mang đến một bất ngờ lớn tại World Cup 2022 khi đánh bại Argentina với tỷ số 2-1 trong lượt trận đầu tiên. Tất nhiên là những cầu thủ Ả Rập Saudi chiếm số lượng nhiều nhất tại giải đấu Saudi Pro League. Tuy nhiên, họ không phải là những ngôi sao lớn nhất. Những cầu thủ lớn nhất thi đấu tại giải đấu này chắc hẳn ai cũng có thể kể tên. Đó là Cristiano Ronaldo, đó là Neymar, đó là Kanté, là Mane, là Benzema và còn nhiều cầu thủ châu Âu khác nữa. Và tiếp theo, câu lạc bộ nào vô địch Saudi Pro League nhiều nhất? Al Hilal, câu lạc bộ vừa chiêu mộ Neymar, là câu lạc bộ vô địch Saudi Pro League nhiều nhất. Kể từ năm 1976, họ đã có 18 lần bước lên ngai vàng, trong đó có 3 chiếc vô địch liên tiếp từ giai đoạn 2019 đến 2022. Xếp theo sau chính là Al Nassr, câu lạc bộ của CR7 và Al Ittihad, câu lạc bộ của Benzema và Kanté. Hai câu lạc bộ này có cùng 9 lần vô địch